gian đến với nhau được anh, không phải của hồi đó ghen nữa là phải tép đầu em nữa. Anh bấm cho Hữu coi. Một làn gió một làn gió thổi qua mở lên giọng đàn ông quá nè. Bình bày tháng bảy mọi người thử dành cho một chàng mà tao xin nhảy xuống hơi được chứ. Ba cha bị nhảy xuống không nội, cái cha nhảy xuống rồi không có đồ què gì. Chiều ngày gió về dừng chân trên bến xưa, người chạy gió xưa về thăm cố hương. Còn rất nhiều để nghe nàng hát đó. Về từng giờ lạnh lùng yên trường, rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời. Bước đâu cuộc đời bạn nẻo tươi, bước đâu cuộc đời ngày mai mà tôi vẫn còn thương. Nhớ cùng dây ban đầu hẹn gặp được trên đường, em đã xa rồi đành thôi nhớ mong. Người áo gió đông tình hồ giá bằng để lời vui trở nhớ. Giờ đây có đi cho lâu hát nhẹ chứ 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 chứ. Bài này sầu đâu mà hát trong mùa mưa là chuẩn luôn. Sầu riêng, một bài sầu riêng. Sầu riêng à? Anh chơi trước đi. Anh hát bài này hay mà. Thôi đó, à, chưa hát bao giờ. Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa. Quay trên video nữa. Đó. Da mặt của Hùng sau khi mà rửa sạch lại với nước mọi người thấy không? Nó rất là mịn. Và Hùng chắc chắn 100% rằng là những người bạn nào chúng ta muốn có một làn da đẹp, trắng sáng, căng mịn, mọi người xài bột yến mạch xong thì mình sẽ đáp ứng được đúng cái yêu cầu đó. Và bạn nào quan tâm về sản phẩm này mọi người hãy inbox trực tiếp cho Facebook Trần Quang Hùng để mọi người có thể được tư vấn và đặt hàng nha. Xin cảm ơn rất nhiều.